Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề giá bán buôn xăng dầu cao hơn giá bán lẻ khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Mới đây, Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng lý giải việc này là do quy luật thị trường và nhà phân phối có quyền quyết định giá bán buôn. Theo đó, Bộ Công Thương cho biết thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn dựa trên tình hình thực tế, Nhà nước chỉ điều hành và quy định đối với giá bán lẻ xăng dầu để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và điều hành nền kinh tế. Còn doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp phân phối có quyền quyết định giá bán buôn, cho nên giá bán buôn xăng dầu được xác định hoàn toàn theo các quy luật thị trường, quy luật cung cầu. Do vậy giá bán buôn sẽ biến động liên tục lúc cao, lúc thấp và do các yếu tố trên thị trường quyết định. Cũng theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu được điều hành theo chu kỳ cố định khoảng 10 ngày một lần. Trong khoảng 10 ngày đó, nếu giá bán lẻ được giữ ổn định thì sẽ có những lúc có thể thấp hơn giá bán buôn. Ngoài ra, các chi phí cấu thành giá bán lẻ được giả soát công bố định kỳ 6 tháng một lần, nên có những giai đoạn, nhất là trong thời gian vừa qua, thị trường chịu ảnh hưởng của các yếu tố dịch bệnh, chi phí tăng cao nhưng chưa kịp phản ánh vào giá bán lẻ do nhà nước công bố, trong khi giá bán buôn luôn được cấu thành từ các chi phí thực tế phát sinh nên sẽ có thể tranh lệch cao hơn so với giá bán lẻ